Xin lỗi anh chị nha, hồi nãy sự cố. Vì sự cố thì lần đây thì sẽ là Eraser của cái bản này, thì nó sẽ ra chất lượng thanh này ha. EQ thì EQ thì mình không nói tới đi, giờ mình sẽ nói tới về vạt đi ha. Cái vạt này thì mình thích ở chỗ nó là nghe nó gọn, nó không có lợn cợn và nó khá sạch cho vô cùng, mình đã được nó nghe nó dễ chịu hơn. Nếu như các anh chị mà sử dụng vạt mà nó hơi nhiều á và dài thì người ta nghe có khi nó ảo quá mà nghe nó lùng bùng lỗ tai lắm, thì mình thích cái vạt này. Nó có độ ong thì mình lúc nào mình cũng thích cái độ ong nó nhiều hơn ha. Ê, đợi anh chị vô đông đông đi rồi giao lưu luôn. Anh coi coi hồi nãy em vô đông lắm mà biết sao giờ không còn ai chứ buồn. Kéo bạn quay mình vô cho đông đi, để nhân quay trong đây mình anh buồn lắm. Có một người thôi hơi bị buồn. Kéo bạn bè mình vô giới thiệu đi, để mình chia sẻ cho các anh chị cách để mà mình làm màu. Bữa nay năm nay năm là một bước qua một cái năm mới, thì nhà quê cũng khùng khùng điên điên, đem những cái gì mà mình đã đúc kết ra được, mà mình biết được á, mặc dù nó không có giỏi, không có hay, nhưng mình cũng nghĩ là nó sẽ giúp đỡ cho các anh chị một cái hành trang nào đó để nhận biết được một số lắc in. Tại vì cũng có rất là nhiều anh chị không có được điều kiện để có thể mà được vô trường lớp đi học, thì cứ học trên mạng, mà trên mạng đa số thì người ta không có chỉ chi tiết, người ta không cho mình cách nhận biết lắc in và effect, thì nhà quê sẽ chỉ cho các bạn luôn. Bạn nào thích thì ủng hộ nhà quê, và cũng cứ comment phía dưới coi là thích làm dòng nhạc nào hoặc là chưa hiểu về vấn đề gì, thì nhà quê sẽ chia sẻ cho các anh chị cách để làm. Thì các anh chị cách để hỏi thì các chị có lẽ chưa biết hỏi là nên hỏi gì, thì nhà quê sẽ chỉ cho các anh chị ở chỗ là lên trên mạng nghe đại một cái bài nào đó, chẳng hạn như của Hoài Lâm đi, hoặc là như Quỳnh, đúng không? Ê, chẳng hạn ví dụ các bạn nghe đại một cái bài này đi. Em có còn đôi má đào như ngày nào. Các bạn đừng có nghĩ like là phải ban một đống, thí dụ như like CC top, cái này nó hơi đụng chạm nha. Giờ hát like đi, các bạn sẽ bị lầm lẫn ở chỗ này, để mình lấy một cái mẫu like nào đó đi. Đây thí dụ người này khá nổi tiếng, hình dáng của nó đây là một mẫu like. Anh yêu em. Đấy. Chỉ được giọng em nhau. Mùa thu đến có lá thu rơi. Đôi ta bước bên nhau. Thì các bạn nhận biết được là mình nên làm cái gì. Không phải nó quan nhiều quan ngão là hay. Nó phải sạch sẽ và vi diệu ha. ở đây mình sẽ cho nghe thử một cái màu này của Eraser và Multiband. Multiband thì mình dùng của bộ này, dễ download, dễ sử dụng, dễ cài. Thì hôm nay sẽ hướng dẫn sử dụng Multiband. Tại vì trong cái dòng micro của bắp á, micro thường từ giá khoảng 10 triệu đổ xuống á, nó hay bị khàn lắm. À, nó khàn ở tần số khoảng 8 đến 10 ký. Đây là tần số này. Là nó bị tần số này, thì mình dùng multiband này để mình kìm hãm nó xuống. Và các bạn thấy khi lên cao là nó xuống, thì nó sẽ cơm xuống, nó bóp tiếng lại. Thì đây là trách nhiệm của cái thằng multiband. Thì ở cái dòng đuôi này nè là từ 18 kg đến 20 kg, thì nó sẽ giúp mình được cái gì? Nghĩa là khi ở ngưỡng 5 điểm đi, mình cho cái thước đo là 10 đi, thì đang ở ngưỡng là 5 là đẹp đi. Thì khi mình ngược, mình vượt lên 6 thì nó sẽ cơm lại. Nó chỉ cho mình ở tần số đẹp thôi.
chứ nó không cho mình vượt lên cái mức xấu, thì tiếng mình sẽ được sáng hơn. Đó là trách nhiệm của thằng multiband ha. Đây, năm nay thích thì lên like, rồi mình sẽ chỉnh một số màu, các chị thấy dòm cho nó làm theo. Đây là cái màu cái kiểu vệt mà vệt gọn, nó gọn á, mình nghe cảm giác nó gọn nhất. Đây mình để tắt chừng này thôi, nghe nó gọn lắm, các bạn nghe rất là gọn. Gọn mà nó có ong lên á, nghe đã. Cái này thì chiều nhìn qua đầu ngõ, dâng dâng niềm thương nhớ Giáng sinh sinh một người. Được nghỉ năm ngày phép, mất hai hôm làm quen, em mới cho mình biết tên. Ok, đây là của cái thằng Eraser này, nó quản lý màu. Thì bây giờ mình sẽ chuyển ra cái phần full text ha. Chuyển vào full text ở đây. Chỉ trong full text thì mình có thể dùng trong OAD, TC hoặc là những plugin khác. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn trên quay ha, trên quay. Quay nó sẽ không đẹp bằng những thằng khác, nhưng nó cũng chấp nhận được đối với các anh chị không có điều kiện. Nó cũng đẹp đó. Đây. Đây là EQ. Nó tác dụng của nó thì các bạn thấy khi đưa này vô cái màu nó khác liền, đúng không? Mình xác lại câu đó. Chiều nhìn qua đầu ngõ, dâng dâng niềm thương nhớ Giáng sinh sinh một người. Được nghỉ năm ngày phép, mất hai hôm làm quen. Thì nó hai màu, đúng không? Tùy theo giọng, mình hát không hay, nhà quê hát không hay, nhưng nhà quê biết cách để mà mình căn chỉnh làm sao cho phù hợp với người đó. Thì đầu tiên mình làm được, mình muốn làm được như vậy thì mình phải am hiểu về màu, cái màu cái là ha. Thì đó là một dạng, còn thêm một dạng nữa đó, đó là mình sẽ không dùng thằng full text. Nếu như không dùng thằng này mà mình chỉ dùng multiband thôi cũng được nữa, tùy theo cái thiết bị nữa. Giờ mình chỉ dùng cái đúng cái thằng multiband thôi đó. Thì bây giờ mình sẽ add cho nó thêm một tầng. Đây thì tầng này mình sẽ cho nó cao lên là ở mức ngưỡng là 200, dao động tới 300 nha. Thì mình sẽ đưa nó lên, cộng cho nó khoảng 4 dB. Khi lên đây và nó sẽ xuống đây. À không, xin lỗi, gì mới đúng chứ. Rồi, mức 200. Ok, thì mình chỉ dùng multiband thôi, nó cũng tạo màu được chứ phải là không. Thì sẽ ra cái màu khác hơn hồi nãy nữa. Chiều nhìn qua đầu ngõ, dâng dâng niềm thương nhớ Giáng sinh sinh một người. Được nghỉ năm ngày phép, mất hai hôm làm quen. Rồi, đó là một dạng. Mình sẽ disable bọn này đi. Và mình sẽ tạo màu theo cái kiểu là master. Có nghĩa là ở trong cái phần mà vocal á, là tiếng bên phần mono á, thì mình sẽ để là full text. Còn master mình sẽ cho nó thêm một thằng nữa, nó cái thằng là Eraser. Đâu rồi, nó trốn đâu rồi? Ở đây mình sẽ lót là master nha. Nó master trong prop nha. Rồi nó sẽ thay đổi luôn cái vệt. Phớt này cái vệt nó không giống kiểu bolero. Chọn nó, quên. Ở đây mình không có bass. Mình không có bass. Xin lỗi. Mình không có bass cho nên mình sẽ chọn cái kiểu này. Tầng này là tầng... Không thích nó ấm quá. Rồi.
thì đây này sẽ ra một cái màu khác nữa. Cái nào cũng chấp nhận được thì theo cái giọng hát. Còn nhiều khi tại sao tôi làm cái này, tôi nói cho các anh chị dễ hiểu nè, là các anh chị nghe người ta, nghe người ta hát giọng nam giọng nữ, các anh chị biết nó bị lỗi tầng nào á, rồi chúng ta có thể dùng nó để người ta cơm nó lại, cắt nó lại á, thì nó sẽ đỡ hơn, hơn là chúng ta cứ mò đại ha. Thì các bạn thấy, các bạn có thể nghĩ là cái kia nó hay, cái trước nó hay mà cái này nó dở, nhưng mà cái này thật sự ra nó là cái màu khác, nó phù hợp với dòng nhạc khác hả. Chẳng hạn như cái màu này thì tôi không hát bolero mà tôi hát cái kiểu màu này nè, đây nút bấm kỳ, đây cái này đi, Văn Lộc đi của Tuấn Anh đó, thì nó lại khác. Anh như là nắng trời cao, em như là bóng màn đêm, mến khát nhau như đêm với ngày, sống với nhau cho qua đi tháng năm. Mây vẫn lần lờ, sông trôi vẫn dần dờ, chấp nối nhau cho vươn vấn vần thơ. Thì bài này của Tuấn Anh đúng không? Các bạn nghe cái màu này và màu của Tuấn Anh. Đây. Mình khác nhau như đêm với ngày, sống với nhau cho qua đi tháng năm. Mây vẫn lặng lờ, sông trôi vẫn giật giờ, chập nối nhau cho vương vấn vần thơ. Anh như là đấy, là một giọng màu khác. Đá rêu phong soi đá chưa quên chân. Thì các bạn nghe được gì? Soi đá, tiếng xì. Xoay đá, xoay đá, nghe kỹ này đi. Xoay đá rêu phong, xoay đá chưa quên chân người. Muốn làm được gì thì chúng ta nghe một bài nhạc, một bài hát, chúng ta nhận biết được rồi, chúng ta thấy thích nó và dòng nhạc đó, thì phải làm được một cái màu giống như vậy, thì chúng ta cần phải biết nghe. Thì đây, soi đá diêu phong đúng không? Tâm khoảng 11 ký. Tầng 7. Đưa lên. Soi, ok, có đó. Ha. Bây giờ làm lại cũng bài đó luôn. Lạ lắm. Coi giống chưa? Còn chưa giống thì chỉnh thêm nữa. Anh như là nắng trời cao, em như là bóng màn đêm, mến khát nhau như đêm với ngày, sống với nhau cho qua đi tháng năm. Mây vẫn lần đờ, sông trôi vẫn giật giờ, chập nối nhau cho vươn vấn vần thơ. Anh như là nước lặng thinh, em như lửa nóng bừng lên, trời khiến xuôi ta nên duyên kiếp này, đã sống yên thân bao nhiêu tháng ngày, nuôi có rời hay sông sâu biến đổi, ta sẵn đôi cho riêng thôi lỡ là đó. Và cái master này tôi sẽ chỉnh theo cái kiểu của Tuấn Anh. Đây, nó hơi sáng đúng không? Đưa cái này xuống. Các bạn đừng có theo cái lối nào mà hay dở hết trơn á, cứ làm theo kiểu Tuấn Anh ở đây. Đó, gà chắc rồi đó. Còn không thì đưa đây, Tuấn Anh. Tuấn Anh thì cái vợt này nó không có lợn cợn như vậy. Cái kiểu của Tuấn Anh nó không có lợn cợn. Thì mình sẽ tắt đi cái hai này đi luôn. Đây, Tuấn Anh à, y gan như cái nãy luôn á. Anh như là nắng trời cao, em như là bóng màn đêm, mình khát nhau như đêm với ngày, sống với nhau cho qua đi tháng năm. Mây vẫn lần lờ, sông trôi vẫn giật giờ, chập nối nhau cho vươn vấn vần thơ. Đấy, là lắm Tuấn Anh. Anh như là nước lặng thinh, em như lửa nóng bừng lên, trời khiến xui ta nên duyên kiếp này, đã sống yên thân bao nhiêu tháng ngày, núi có rời hay sông sâu biến đổi, ta sánh đôi cho duyên thôi lỡ làng.
lạ lắm. Duyên trời chấp nối tình yêu, tơ trời ai đâu hề biết. Hả? Tuấn Anh đó. Rồi sẽ lót nó lại. Để coi coi đang chia sẻ gì nữa. Chắc mình chia sẻ bữa nay nữa thôi, ngày mai là mình không chia sẻ nữa. Tại vì ngày mai chia sẻ trên nhóm nên đi nghỉ. Tại vì mấy ngày nay nhà quê bị ế xô á, không có xô đi làm. Bây giờ có ai thương tình đó kêu nhà xô cho xô có quê có tiền đi làm đi. Giờ nghèo quá rồi. Đi xô bò nó. Để coi coi nhà quê tắt nó đi. Rồi. À ha, để mình dọc cái bộ của cái thằng Lý Sĩ Công. Mình thấy trên nhóm like hay dùng cái bộ này lắm. Để mình coi coi. Nó là nằm ở đây. Hay dùng cái bộ nào ta? Trên nhóm mình hay dùng bộ hay chắc có lẽ là hay dùng bộ này. Bộ này thì gì à? Mình thích cái màu này hơn. Good. Và để 2.7 cũng được. Delay 72. Tăng bass. Bass thì bây giờ mình sẽ đưa EQ vô. Chamber tầng bát ha. Lên 2 tầng bát. Pop Pro 12 nha. Ờ 7. 2. Con này thì cũng phải giống, cũng giống như con kia rồi. Low cut nó. Cắt nó tầm khoảng 36 dB. Có độ mượt hơn. Giờ trước tiên mình xấu vô nghe thử coi nó sẽ như thế nào. Cho nó tầm khoảng 10. 2. Nó có đồ ong. Không gian nữa. Không gian nó rất là rộng. Và mình thấy nó bị lỗi một cái tầng là tầng 500. 2. Không biết mình có chọn đúng vạch hay không. Mình cũng chưa ít dùng mấy cái loại vạch này lắm. Mình nghe thử coi cái vạch này nó như thế nào. Mình sẽ lo kèm. Mưa buồn đời thôi ngừng tiếng, mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm, mưa rơi gác xưa thêm lạnh vắng, phòng coi lắng tiêu điều, đường khuya vẫn điều yêu, đêm sầu đi trong tôi nhớ. Buồn trên miếng đêm nào tiếng mưa rơi buồn quá, mưa đêm sầu riêng ai buồn ơi đến bao giờ. Mưa ơi, mưa ơi, mưa gieo sầu nhân thế. Còn nhớ hay quên, riêng ta vẫn u hoài, đêm đêm tìm đêm nhớ mong người đã cách xa. Đêm sâu đi trong tôi nhớ, nghe như tiếng nhạc buồn trên miên. Đêm nào
chốn đây ta dìu nhau trao muôn ngàn lời thơ chờ mộng đến khi nào. Trao muôn ngàn lời thơ chờ mong đến đến kỷ nào. Sao tại sao cặp cặp bị lây hay bị lây cái thằng cặp cặp phải hả?